chỗ này mình để được. Rõ ràng ha, từ hôm đó đến nay không biết ai đem rác và ba cái thứ linh tinh bỏ chỗ này, nay té ra chính là 8 cô đơn. Ủa, thì tôi bỏ ra ngoài đường chứ tôi đâu có bỏ vào nhà anh đâu mà anh nói. Bởi vậy. Bởi vậy sao? Bởi vậy người ta đặt tên cho anh là cái tên sáu lúc lắc không sai mà. Nè, bởi vì tôi là tổ trưởng, trách nhiệm tổ này lúc là lúc lắc không thành vấn đề. Đó là tên của tôi, mắc nói gì tới cô. Cô không có lịch sự, tôi tin gì mắc kệ. Còn là chuyện của cô bỏ rác không có đúng nơi. Nè anh sáu lúc lắc. Sao? Làm chuyện bao đồng. Bao đồng. Dòm ngó người khác đâu phải nâng râu mài. Vậy mà nổi tôi lịch sự hay không? Anh thật là nhiều chuyện, ở không làm vậy. Sao không nghĩ cho khỏe hơn, lo chuyện tào lao à? Tào lao, tôi là tổ trưởng có trách nhiệm nhắc nhở bà con mình gìn giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe, thực hiện nếp sống văn minh, cũng là thực hiện chỉ tiêu nông thôn mới của xã mình. Không lẽ cô không biết? Tôi biết. Biết sao? Tôi biết anh là tổ trưởng, nhưng về việc vệ sinh môi trường tôi có làm gì hợp ý với bà con đâu. Nè cô Tám, bây giờ tôi nhắc nhở và cảnh cáo cô là từ đây không được đem rác mà bỏ ở chỗ này. Mình là người lớn phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch trong, vì xã mình đang tập trung xây dựng mới nông thôn. Đừng có vớ vẩn với tôi. Sao? Bao nhiêu người khác bỏ rác bừa bãi có sao đâu, họ còn quan sát xuất vật ra ngoài đường. Nếu có giỏi hả, xử lý họ đi. Nè, đã có lần cô quan sát chuột chết ra ngoài đường, lần đó chính tôi đã nhắc nhở và cảnh cáo cô. Nếu ai thấy ai làm vậy thì cô có ý thức chung nhắc nhở họ chứ. Đằng này thấy người ta làm bậy cái làm theo, như ai cũng như cô vậy thì biết chừng nào xã mình mới đạt thành xã nông thôn mới cho được hả cô? Mới là sao? Còn không mới là sao? Mới hả? Mới có nghĩa là đẹp, là có lợi ích cho mọi người. Còn không mới thì cũ như xưa, tôi khổ cơ cực dốt nát nghèo nàn. Ngày trước xã ta đường xá lầy lội, đường lớn đường nhỏ ổ voi ổ gà, bệnh xá trường học thiếu thốn đủ điều, điện nước sinh hoạt tất cả cũng đều là không. Còn nông thôn mới tất cả đều tốt đẹp. Vậy theo cô chọn cái nào? Chọn nghèo khổ hay sang giàu? Muốn sống sạch sẽ hay sống bẩn dơ? Tự nhiên là chọn cái mới. Ờ đúng rồi. Đâu có ai muốn sống nghèo nàn. Vậy sao? Nhưng tôi đâu có làm gì ngược lại với bà con. Nghe anh giảng đạo tôi đây nhức cái đầu. Cô không sai trái, nhưng mà cô làm ngược. Mọi người đang chung sức chung lòng, ý thức trách nhiệm để gìn giữ môi trường, đảm bảo sức khỏe nếp sống văn minh. Tôi biết anh đó là người văn minh lịch sự. Ờ đương nhiên. Còn tôi đây dốt nát nghèo mà. Cái đó tôi không có nói vậy. Đâu hiểu gì là điều hay lẽ phải. Xin cảm ơn anh đừng có bận tâm. Cô Tám nè, tôi chỉ nhắc cô bỏ rác vô thùng, xe tới lấy rác thì mình đem ra. Tôi nhớ chi phí rác mỗi tháng đâu có bao nhiêu tiền, vậy mà cô trốn tránh bỏ qua sân nhà người ta. Thôi thôi, tôi không có ở đó mà lý sự với anh nữa đâu. Anh ở đó anh lý sự một mình đi, tôi đi về. Cô đi đâu, cô đi tới đâu tôi cũng theo tới cùng. Đến khi nào mà cô không còn quăng xả rác bừa bãi ra ngoài đường nữa thì tới chừng đó mới thôi. Ủa đâu mất tiêu rồi? Cô Tám, Tám, Tám. Tại công an xã, anh Thanh đang ngồi tại bàn làm việc. Bà Tư hớt hơ hớt hải chạy vô. Chú Thanh ơi, chú Thanh. Chú Thanh ơi. Dạ, có gì gì Tư? Chú làm ơn chú giải quyết giùm tôi vụ việc này coi chú Thanh. Dạ, có việc gì vậy dì Tư? Chú nghĩ coi, ba gà mổ chạy xe, ba bánh lạng hoàng, nó quanh
luôn. Làm gái cây dù tấm bạc rách hết trơn, tôi kêu nó đền nó lại làm thinh à. Chuyện nhờ về chú giải quyết đi. Vụ việc này để cháu xem xét kỹ, đến hiện trường kiểm tra mới mai sai. Nhưng vụ này có lỗi của dì Tư. Lỗi tôi? Bởi công an xã đã giải thích từ lâu, đó là ngã ba đầu của con đường xương cá, mà gốc nhà dì là cái cổ chai, nên thường xảy ra tai nạn giao thông. Dì nên tháo gỡ dì dời là tốt hơn. Sao tôi phải tháo gỡ? Việc này xã đã yêu cầu dì Tư tự giác giải quyết để chừa lòng lề đường đúng theo quy định, nhưng dì Tư chưa chấp hành. Cơ khổ à. Đất tôi sử dụng cất nhà để phế liệu tấm che đều trên phần đất của tôi. Mà chú nhớ nha, đất tôi có sổ hồng đàng hoàng, tôi có lấn chiếm đất ai đâu. Đồng ý với dì, hiện trạng đất ngày xưa thuộc quyền sở hữu của dì, nhưng nay do chủ trương nhà nước dì xây dựng nông thôn mới, mở rộng lòng lề đường, tạo đẹp cảnh quan, thì bà con mình nên tự giác và chấp hành thế dì Tư. Chú nói nếu mà tôi tháo gỡ, đập tường dây giờ vô một chút, thì cái phần chi phí này ai chịu? Chính sách có đền bù tôi không mà biểu tôi dây dời chú. Dì Tư ơi, đâu phải mỗi chuyện là phải đền bù. Đây là con đường nội bộ ấp xã của mình, nên mọi người phải đồng tâm hiệp lực, nên có trách nhiệm giải để an toàn giao thông trật tự an ninh ổn định. Tôi biết chứ. Vì không nhớ ngày xưa con đường lầy lội, nay được trang nhựa thông thoáng đàng hoàng, chỉ còn chỗ của dì là chướng ngại vật. Chúng tôi nên hôm đó nay xảy ra mấy vụ tai nạn. Vụ việc này chú phải giải quyết, còn chuyện gì rồi thì tôi sẽ tính sau. Đừng vì việc chung mà tôi chịu thiệt thòi, tường nhà kiên cố phải đập bỏ đi. Vì Tư ơi, vì không thấy xa mà lại tính gần, nên vì lợi ích chung mà hãy xin chút riêng tư. Vì đất nhà gì là cái cổ chai của đầu đường và chướng nghệ vật, nên thường xảy ra tai nạn giao thông mà hậu quả còn khó lường đó dì Tư. Tôi biết tôi cũng có lỗi trong phần đó, nhưng tôi đâu có làm gì lỗi với bà con. Nhưng bây giờ nè chú thấy không, như mấy chú chơi chạy xe ẩu nè, gây tai nạn cho người khác rồi bỏ chạy luôn đó. Bây giờ chú giải quyết sao đây? Dì Tư à, cháu muốn nói với dì điều này. Xã mình được nhà nước đầu tư tiền tỷ, một số công ty xí nghiệp cũng đóng góp tiền của với xã để xây dựng nông thôn mới. Ví dụ như bà Tư tổ 2, tổ 3, tổ 4 xã của tay mình cũng hiến đất làm đường Hoàng Đạo Thí rộng thông thoáng, dì Tư cũng biết đó. Cái chuyện đó thì tôi đâu có chối cãi, nhưng á, những lời chú nói á thì có ích cho bà con mình tôi cũng biết. Nhưng bây giờ nè, khổ nổi á, cái thằng ba gà mổ nó gây thiệt hại cho tôi. Bây giờ chú tính sao đây? Dạ giờ thì dì Tư về đi, cháu sẽ đến hiện trường để xác minh rồi cháu sẽ giải quyết. Bây giờ tôi nhờ chú giải quyết giùm. Dạ. Bây giờ tôi về nha. Dạ. Tôi về nha các chú. Dạ dì Tư về. Cảnh ba tại nhà tám cô đơn, nước ngập nền nhà vì bị ngạt cống. Tám chỉ biết ngao ngán ngồi trên ghế mà nhìn cảnh nhà bị ngập nước. Trời ơi, hôm nay sao mà nước ngập dữ vậy nè. Nhà không có đàn ông cũng khổ thiệt chứ. Nghĩ mà cảm thấy tuổi thân. Từ ngày ông dân số chết đi, tôi ở vậy một mình nên. Để rồi người ta gọi tôi là tám cô đơn, sống âm thầm lặng lẽ ngày qua. Biết được đâu có người đàng hoàng để nương tựa,
lỡ gặp người sai xưa bê bối suốt ngày là tự ôm khổ cho mình. Ta sống vậy còn hơn khỏi phải dướng bận đàn ông. Trời già sao cái nghiệp quá chừng, ông ở trên cao sao không công bằng. Người thì sang giàu còn người sao lẫn đẫn, cô đơn dần mãi cô đơn. Có gì mà than vãn mình vậy cô Tám? Dạ chào anh Sáu. Anh coi đó, hôm nay không biết làm sao mà nước nó ngập quá trời luôn. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Chắc tại cái hố ga nhà cô nó bị nghẹt á, chứ xung quanh xóm mình có ai bị ngập gì đâu. Thôi sẵn tôi đi ăn đây à, kiểm tra mấy cái hố ga xóm mình. Được rồi, cô để tôi coi cho. Ông về, ông này ông tốt với mình dữ vậy sao ta? Trời rác đâu mà quá trời rác, hèn chi vậy mà không ngập sao cho được. Sao mà nhẹ cái hố ga mà cô bỏ rác tùm lum vậy cô Tám? Cái lỗi này là do cô đó nha. Theo mình nghĩ chắc có lẽ cái lỗi này cũng tại mình á. Xong rồi cô à, chỉ dướng mớ rác ở miệng hố ga à, lấy hết rác ra thì nó thông thoáng, nước rút từ từ rồi cô coi kìa. Dạ cảm ơn anh Sáu nhiều nha anh Sáu. Ơn nghĩa gì cô ơi, tình nghĩa lối xóm có nhau mà. Anh Sáu à, nhưng gì nữa vậy cô? Cái chuyện hôm trước đó. Chuyện hôm trước làm sao cô? Tôi nghĩ tôi cũng có lỗi, mong anh Sáu bỏ qua cho. Dạ không có cô sao. Cô Tám ơi, cô Tám. Ủa? Cô Tám ơi, ai vậy dì Tư hay dì Tư? Vào nhà đi dì Tư. Xui gì đâu á, thiệt là hết. Ủa ngồi đi dì Tư. Ủa dì Tư bị sao vậy? Dì bị sao gì dì? Tôi á kêu thằng con tôi nó chở tôi đi chợ đó, rồi á đi chợ xong thì nó chở tôi về, thì vừa quay về tới nhà quẹo vô không ngờ đụng cây dù vướng gốc cổ chai mà mới té ra nông nổi vậy có nè. Sao gì chúng đâu? Trời ơi có sao không? Còn chút nữa dạ, là con xin chào các cô chú. À, chào chú Thành, chú đi đâu dạ. Đây cháu qua nhà tìm dì Tư, ở nhà nói dì Tư qua đây nên cháu ghé tìm dì Tư. Dì Tư vậy bị hả? Dì Tư bị sao với dì Tư? Trời ơi thiệt là chú biết không, còn dạ. Chút nữa là gãi cẳng rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông đó. Những lời chú nói thì không có sai trái chút nào hết chú Thành. Dạ. Hồi sáng tôi tính chạy qua đây nè, rủ cô Tám đi lên xã với tôi cho nó vui. Có chuyện gì không dì Tư? Mà sẵn có chứ, mà sẵn ở đây thôi giờ có chú Thành chú Sáu tôi quyết định luôn. Dì Tư quyết định gì? Thì còn gì nữa, vì á xã mình vì nông thôn mới thì tôi đã quyết định chi chơi đập tường cái cổ chai tháo gỡ cây dù và tấm bạc thì mọi chuyện sẽ xong, tôi làm đúng theo quy định cho rộng lòng lề đường không còn tai nạn sẽ xảy. Quan nghênh dì Tư đó nha. Dạ. Dạ dì nói đúng, cháu cũng rất vui mừng, cháu xin quan nghênh tinh thần dì Tư. Cháu cũng hy vọng tất cả bà con ai ai cũng một lòng chung say. Rồi đây nông thôn mới của xã ta tươi đẹp, khắp nơi cầu đường tường trăm khang trang. Giờ tôi mới biết vệ sinh môi trường cũng sạch đẹp cảnh quan, trật tự an ninh giao
sẽ không còn tay nàng. Cô Tám thấy chưa? Cuộc sống yên vui, ấm no đến với mỗi nhà. Chắc là lúc đó cô Tám sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Phải vậy không cô Tám? Quỷ anh nha anh Sáu. Còn tôi á, bây giờ tôi cũng đã sáng mắt ra. Tôi xin hứa, từ đây tôi không quan sát súc vật ra ngoài đường và cũng không bỏ rác bừa bãi. Mong anh Sáu và cháu Thành bỏ qua cho. Quang nghênh cô. Bây giờ á, cô Tám và tôi mới thấy được á, cái trách nhiệm của mình đối với bà con lối xóm. Chúng ta cùng chung lòng chung sức, góp phần xây nông thôn mới quê hương. Yeah.